Thưa quý vị và các bạn, vụ việc nhóm đối tượng tấn công vào trụ sở xã E Tiêu và E Cà Tua, huyện Chư Quynh vào sáng sớm ngày 11 tháng 6, làm một số cán bộ công an, cán bộ xã và người dân tử vong và bị thương là hành vi gây mất an ninh trật tự nghiêm trọng, có tổ chức, rất manh động và liều lĩnh. Những hành động tội ác man rợ, mất nhân tính đã gây bức xúc trong nhân dân, cần được lên án mạnh mẽ và sớm xử lý nghiêm minh trước pháp luật. Vụ việc nhóm đối tượng tấn công vào trụ sở Ủy ban Nhân dân hai xã E Tiêu và E Cà Tua, hiện Chư Quynh đã gây nhiều mất mát, đau thương. Người dân Chư Quynh nói riêng, Đắk Lắk nói chung đều rất phẫn nộ, bất bình trước hành động tàn bạo của các đối tượng. Đó là tội ác quá man rợ về vấn đề hành động đó một cách coi là thô bạo, nó dẫn đến coi là tình trạng mà chết chóc giữa coi là hai cán bộ và là bốn chiến sĩ công an đó là về vấn đề gia đình cũng coi là trong buôn ma nghe tin như vậy là họ cũng không biết nói gì hơn để ngoài trong phạm vi họ chỉ cảnh giác bảo vệ bản thân. Tại không biết làm sao mấy cái bọn nó là người ta cho cái gì cho nó lại đi như thế. Với niềm tin vào Đảng, Nhà nước và sức mạnh chính nghĩa, người dân Đắk Lắk đã trở thành hậu phương vững chắc, chung tay cùng lực lượng chức năng vây bắt nhóm đối tượng, góp thêm phần bảo vệ sự bình yên trên địa bàn. Chúng tôi là người dân trên địa bàn, thôn trên địa bàn và xã đóng. Cái trụ sở của xã thì cũng thực tế chứng kiến những cái cảnh xảy ra. Thì chúng tôi cũng đã cùng với nói chung trong ban tự quản và hệ thống chính trị của thôn đã coi như là cũng đã thống nhất với nhau là kêu gọi bà con nhân dân là đóng góp ủng hộ là để là phục vụ cơm cho các chiến sĩ làm nhiệm vụ. Cùng với việc thăm hỏi, giải quyết chế độ chính sách cho cán bộ công an, cán bộ xã và người dân bị tử vong, bị thương, Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương đã tuyên truyền vận động người dân đề cao cảnh giác, tích cực tham gia cùng các lực lượng chức năng đấu tranh phòng chống tội phạm, vô hiệu hóa âm mưu gây mất an ninh trật tự, gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Bà con, đồng bào nhân dân trong tỉnh mà phải tăng cường cảnh giác, nêu cao cảnh giác và đồng thời là có cái có những cái hành động cụ thể trong cái việc mà không nghe, không làm và không theo, không tin những cái lời của các cái thế lực xúi dục và không tin tưởng vào những cái lời hứa của các cái thế lực để rồi là có những cái hành vi vi phạm pháp luật. Cùng với đó, cơ quan chức năng cũng kêu gọi những kẻ lầm đường lạc lối ra tự thú để được hưởng khoan hồng của pháp luật.